cha chương bưu diêm, lạy cha chương bưu diêm. Amen. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Dịp do Chương Bửu Diệp Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 77 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của cha Chương Bửu Diệp. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của cha, chúng tôi cũng xin được nhắc lại. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Dịp do Chương Bửu Diệp Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với cha Chương Bửu Diệp. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về ơn cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Lòng tin yêu tha thiết con ai vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Anh Thế Phạm hiện ở thành phố Garden Grove, California. Anh bị bệnh tim rất nặng, chân và bụng sưng lên làm anh rất khó thở. Vợ anh là người ngoài công giáo nhưng lại biết được văn phòng cha Francisco Chương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove. Chị đã đưa anh tới cầu nguyện với cha. Và thật kỳ diệu, sau khi cầu nguyện với cha, anh đã khỏe lên rất nhiều. Hôm nay anh đến để cảm tạ cha và xúc động chia sẻ lại ơn lành. Xin mời quý vị theo dõi. Dạ, em là tên Thế Phạm. Em cũng mua xuống đây ở Garden Grove. Lúc mà em có baby này 2 tuần rồi đó, thì em có bệnh, em vô nhà thương. Lúc đó thì là em thở không có được, bệnh tim. Dạ, thì là không có biết, là lúc vô nhà thương mới biết là bệnh tim. Chân của em thì sưng lên với là cái bụng nó sưng á. Thì là bác sĩ nói là trái tim của em đập chỉ có 11% thôi. Mà cái người thường thì là trái tim nó đập là 60%. Đó. Thì em cũng cầu xin như vậy đó. Thì là bác sĩ cho về, thì bác sĩ cho uống thuốc rồi vậy. Vợ em thì là không có đạo, mà nhưng vợ em cũng tới viếng cha thường thường. Rồi vợ em nói em đi tới thăm cha, thì em cũng đi theo thăm cha. Rồi em cầu nguyện với cha, thì là em nói, em xin cha là nói là con mới đẻ được đứa con mới đây thôi, thì cha giúp con sao để con nuôi được đứa con lớn lên rồi vậy đó. Thì là em xin cha đó, nói là tim của em đập không được, tối em ngủ không có được, em ho hoài luôn á, ho mà baby dậy luôn đó. Em xin cha, em tới em xin cha nói cha giúp con với, chứ con ngủ không được, mà con một lần con ngủ con sợ chết không à. Thì là rồi em đi bác sĩ lại, rồi bác sĩ cho thuốc khác uống, thì là dường như là em á cũng không ho mà ngủ cũng ngon, ngủ ngon. Mà giờ như bác sĩ nói là đợi 2 tháng nữa bác sĩ sẽ cho cái ultrasound rồi mới biết cái tim mình á, mà 30% mà cao hơn á thì là tốt, mà không là phải bỏ cái máy vô trong người. Mà nhưng á là giờ như là em 90% là em thấy khỏe mạnh hơn là lúc em vô nhà thương đó. Em ngủ ngon, ăn ngon, mà em buồn baby đi đâu cũng được. Hồi kia mà em buồn baby mà xách cái nôi của nó không á, lên cầu thang là em lên một cái là em đứng em thở không nổi luôn đó. Từ lúc em cầu xin cha tới bây giờ cũng 3 tháng rồi đó, mà em khỏe rất là khỏe.
Em nghĩ là cha giúp em đó. Bác sĩ nói cứ cứ tiếp tục uống thuốc rồi dậy đi, khoảng mấy tháng nữa thì là chụp ultrasound á, xong rồi á thì là cho bác sĩ cho biết là bệnh có hết rồi không. Giờ trừ thì là uống thuốc, mà nhưng em thấy quá khỏe mà em cứ nói bác sĩ cũng không tin. Bác sĩ cứ nói là cứ uống thuốc đi. Dạ. Yeah. Em mỗi tuần tới đây em cầu nguyện với cha. Dạ. Yeah. Vợ em với em với sometime má vợ tới chung. Em nghĩ là những người nào mà có những cái khó khăn á thì em cũng nghĩ là người ta tới đây mà cầu với cha. Dạ. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Phóng sự về anh chị em tình nguyện viên trước buổi dịp Foundation. Văn phòng và nhà thăm viếng cha đã hoạt động được 3 năm qua với số khách thăm viếng lên đến hơn 47.000 lượt người. Và văn phòng cha đã trở thành một nơi quen thuộc của tất cả mọi người. Góp phần tạo nên sự thành công này chính là đội ngũ anh chị em thiện nguyện viên của Chương Bửu Dịp Foundation. Phóng sự Thiện nguyện viên của Chương Bửu Dịp Foundation được thực hiện để thay lời cảm ơn các anh chị em đã đang cống hiến thời gian, sức lực và tâm trí để giúp duy trì và phát triển văn phòng cha thành nơi phục vụ cho nhu cầu tâm linh của cộng đồng. Xin chào quý vị đang xem chương trình truyền hình Chương Bửu Dịp Foundation. Tôi là Đức Chẳng, hiện là luật sư tại Los Angeles. Tôi sinh ra và lớn lên ở Rosemead, California. Sau khi xong trung học, tôi học đại học ở East Coast Boston. Học xong, tôi trở lại Los Angeles và làm việc trong nhà băng, làm cho hãng bảo hiểm, rồi làm cho tòa án Los Angeles 4 năm. Trong thời gian này, tôi học luật và trở thành luật sư từ tháng 2 năm 2014. Là một luật sư về luật gia đình, tôi thấy người Việt Nam không hiểu hết quyền của mình khi ra tòa, vì không biết luật nên bị thua kiện. Ngoài ra, phải biết tin tưởng vào luật sư để nói sự thật, thì luật sư mới giúp đúng giải pháp. Tôi muốn volunteer ở Chương Bửu Dịp Foundation để thêm kỷ niệm qua việc phục vụ cho người Việt Nam. Thêm nữa, bà con ngại nhờ luật sư vì sợ tốn tiền. Vì thế, tôi volunteer để giúp bà con về luật gia đình. Các luật khác tôi sẽ cho lời khuyên căn bản hoặc tìm các luật sư khác để giúp bà con. Tôi có mặt tại văn phòng Chương Bửu Dịp Foundation mỗi thứ hai từ 4:30 đến 6:30 chiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Trong dịp tình cờ đến viếng cha tại thành phố Garden Grove vào năm ngoái, nhạc sĩ Vũ Đình Ân cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng là làm sao đưa cuộc đời của cha Chương Bửu Dịp vào âm nhạc. Năm nay trở lại văn phòng cha, ông vui mừng cho biết tác phẩm đã hoàn thành và đồng tác giả là tiến sĩ Trần An Bài tại San Jose, California. Tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trích giới thiệu tiếp đến quý vị chương 3, Hồng Ân Thiên Chúa, đoạn 2, Phép lạ của Chúa. Xin mời quý vị lắng nghe. Không phân biệt người lương hay giàu, không phân biệt người sang hay hèn, nhờ cha chiến cầu ơn trên đổ xuống nhiệm màu, ơn trên nhiệm màu. Đi lạc tìm được lối xa,
đi xa về nhà bình an được ơn cứu mạng. Tiểu đường phong thất ung thư, gia đình đoàn tụ hân hoan vui mừng. Hiếm muộn cầu khẩn sinh con, giờ ở thuận lợi việc làm có ngay. Đau đầu mỏi gối chân tay, hết bệnh tâm thần nhiều bệnh nan y. Tìm được của mất của rơi, phục hồi sinh lực qua cơn hiểm nghèo. Ơn cha kể sao hết lời, chúng con cảm tạ muôn đời mai sau. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Dịp tập 77 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Dịp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 4 tháng 12, kính mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông cầu nguyện xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Để giúp quý khách lần đầu đến thăm văn phòng cha tại thành phố Garden Grove làm quen với các dịch vụ tại văn phòng, sau đây là phần hướng dẫn khách thăm viếng Chuong Buodiep Foundation. Thể theo lời yêu cầu của quý khách viếng thăm cha Chuong Buodiep, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý khách video hướng dẫn khi đến nhà thăm viếng cha lần đầu tiên. Văn phòng và nhà thăm viếng cha Chuong Buodiep tọa lạc tại số 14231 trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843, trong khu Euclid Retail Center, đoạn giữa Westminster và Hazard, gần chợ người Việt. Văn phòng cha ở bên trái, ngay góc Euclid và Poppy. Giờ mở cửa văn phòng là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Việc thăm viếng, xin khấn hay cảm tạ là hoàn toàn miễn phí và không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, giới tính hay chủng tộc. Nếu quý vị gặp khó khăn khi tìm đường, xin gọi văn phòng cha Chuong Buodiep số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608 để được hướng dẫn. Nhà thăm viếng cha có 4 phòng, bao gồm phòng E101, E102, E103 và E105. Đường vào bãi đậu xe nhà thăm viếng đủ rộng cho xe chở khách loại 50 chỗ ngồi. Phòng E105 là cửa ra vào chính của nhà thăm viếng. Và khi bước vào, quý vị sẽ thấy quầy tiếp khách đặt ngay cửa ra vào để chào đón mọi người. Đối với quý khách đến thăm cha lần đầu thì xin ghi danh ngay tại quầy theo mẫu đến lần đầu. Trong mẫu này gồm có họ tên, giới tính, thành phố đang cư ngụ, tuổi, tôn giáo, nơi giới thiệu và 4 số phone cuối cùng chữ ký của quý khách. Mục đích chính của bảng ghi danh trước hết là nhằm bảo vệ sự an toàn của quý khách, kế đó là phục vụ cho việc thống kê thường kỳ về khách thăm viếng, và sau cùng là được sử dụng để làm bằng chứng cho việc xin tuyên thánh cha Chuong Buodiep và 4 số phone cuối để tránh sự trùng tên. Khách đến thăm cha từ lần thứ 2 trở đi chỉ cần ghi tên, giới tính, 4 số phone cuối và giờ đến. Các thông tin này nhằm giúp hội thống kê lượt người thăm viếng và sắp xếp nhân viên tiếp tân cho phù hợp với giờ khách đến thăm. Sau khi ghi danh, quý khách đi băng qua phòng tiếp khách để vào thẳng phòng cầu nguyện. Đây là nơi đặt những kỷ vật, thánh tích
gồm có hai bức tượng Cha Diệp do nhà thờ Tắc Sậy gửi tặng. Bên tay phải của tượng Cha đứng có bàn xin khấn. Trên đó có hai cuốn sổ. Sổ thứ nhất là sổ xin khấn màu đỏ để quý khách ghi lời khấn. Sổ thứ hai là sổ cảm tạ màu xanh để quý khách ghi lời cảm tạ khi được ơn. Những lời khấn và cảm tạ ghi trong sổ sẽ được chọn ra để đọc trong buổi cầu nguyện vào mỗi thứ năm đầu tháng. Để tránh sự chờ đợi khi đang có khách đang ghi lời khấn tại bàn khấn, xin quý khách lấy phiếu xin khấn và phong bì tại ngay bàn xin khấn, rồi chúng ta có thể tìm chỗ ngồi ghi lời khấn. Khi ghi xong thì trở lại bàn ghi lời khấn, sau đó bỏ vào khe thư ngay trên mặt bàn miệt mài tin yêu vẫn chung kia. Chỗ thờ cha, bên cạnh hai tượng cha là những chai nước nhỏ đặt trên những cái khay lót nhung đỏ. Đây là lộc của cha và mỗi người có thể mang về một chai để uống. Nếu quý khách uống nước tại chỗ thì khi uống xong, vui lòng bỏ vào thùng recycle đặt bên ngoài phòng cầu nguyện. Trong phòng cầu nguyện còn có mảnh ván hòm và vụn xương của cha do nhà thờ Tắc Sậy gửi tặng. Riêng mảnh xương lớn được đặt trong két an toàn bên cạnh tượng cha đứng. Thánh tích này sẽ được trình bày cho mọi người sau khi cha được phong thánh. Bức tường bên trái của phòng cầu nguyện có vẽ cây ân phúc và có những chiếc lá cảm tạ. Đây là những chiếc lá mà người được ơn ghi lời cảm tạ trên lá và dán lên cây ân phúc để bày tỏ lòng tri ân đến cha Trương Biểu Diệp về những ơn lành họ nhận được. Bên gần tượng cha ngồi cũng có bảng cảm tạ dành cho quý khách muốn bày tỏ lòng biết ơn một cách đặc biệt với cha Trương Biểu Diệp. Rời phòng cầu nguyện, quý khách trở lại phòng tiếp khách. Tại đây, quý khách có thể tìm kiếm các tài liệu, các CD, DVD, hình ảnh, kinh xin ơn và tiểu sử cha Trương Bửu Diệp, cũng như tuyển tập các bài hát về cha, những CD nhạc thánh ca, bộ DVD ơn cha Diệp, từ số 1 đến số mới nhất. Tất cả những tài liệu này hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có lòng muốn đóng góp thì tùy vào lòng hảo tâm của mỗi người. Trong phòng còn có bàn để khách ký thủy nguyện thư, viết thư góp ý, trả lời câu hỏi trong phiếu thăm dò, vân vân. Bên trái phòng tiếp khách là quầy lưu niệm. Tại đây quý khách có thể thỉnh về các tranh, tượng, hình ảnh, chuỗi hạt, đồ trang sức tôn giáo, hoặc là trọn bộ DVD ơn cha Diệp và một số sản phẩm lưu niệm khác làm kỷ niệm cho chuyến viếng thăm của quý khách. Và tất cả những lợi nhuận thu được từ quầy lưu niệm này được dùng để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Trước khi ra về, quý khách cũng có thể chụp hình lưu niệm với bức phù điêu ba chiều chân dung cha Trương Bửu Diệp đặt ngay tại phòng khách. Do phù điêu được tạc ba chiều nên rất độc đáo. Đôi mắt và cả khuôn mặt cha luôn hướng về người nhìn dù đang đứng ở góc độ nào. Với những người ở xa, nếu muốn gửi lời khấn, xin gọi cho chúng tôi. Anh chị em thiện nguyện viên sẽ ghi vào sổ xin khấn cho quý khách. Trang web của hội www.truongbuodiep.org cũng có phần thăm viếng cha qua Internet. Mục đích là giúp những người ở xa không đến được vẫn có thể thăm văn phòng như thật qua chương trình Virtual Tour. Với chương trình này, dù ở xa, quý khách vẫn có thể gửi lời khấn hoặc lời cảm tạ, ký thỉnh nguyện thư hoặc chọn quà lưu niệm. Đối với quý khách đang có lời khấn cần cấp, xin gọi cho chúng tôi số 714-362-6608. Nhân viên trực sẽ hướng dẫn để quý khách thu lời khấn qua điện thoại. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại lời khấn này cho cha Diệp sớm nhất có thể. Phần hướng dẫn đến đây là hết. Nếu quý khách có thắc mắc hay cần hỏi thêm, xin gọi cho chúng tôi ở hai số. Thứ nhất, 714-537-8159. Thứ hai, 714-362-6608. Hoặc quý vị có thể email cho chúng tôi ở địa chỉ info@
truongbuodiep.org. Kính chúc chuyến viếng thăm văn phòng cha Trương Bửu Diệp của quý khách được trọn vẹn và ý nghĩa. Xin cảm ơn quý khách. Kính thưa quý vị, bắt đầu vào dịp lễ tạ ơn 2014 tại văn phòng cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove sẽ có thêm các dịch vụ miễn phí nhằm phục vụ cho quý khách thăm viếng cha. Các dịch vụ hiện nay bao gồm tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, giúp ghi danh Obamacare vào mỗi thứ hai và thứ năm từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, tư vấn về lựa chọn bảo hiểm nhân thọ vào mỗi thứ hai và thứ năm từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, tư vấn về luật hôn nhân và gia đình vào mỗi thứ hai từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Trong tương lai, văn phòng Trương Bửu Diệp Foundation sẽ có thêm các dịch vụ tư vấn miễn phí về di trú và giáo dục do các chuyên viên có kinh nghiệm phụ trách. Nhân dịp này, chúng tôi cũng kêu gọi các chuyên viên về mọi lĩnh vực khác xin hãy ghi danh cộng tác với Trương Bửu Diệp Foundation để mở rộng việc phục vụ cộng đồng Việt Nam một cách hữu ích và thiết thực hơn. Giờ phát hình, chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp đang được phát trên kênh 57.5 Sài Gòn TV vào 9 giờ 15 mỗi sáng thứ năm hàng tuần tại Nam California và toàn Hoa Kỳ trên Galaxy 19. Chương trình này cũng được phát trên băng tần 57.6 VBS vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần. Sách Ơn Cha Diệp, sách 100 ơn lần Cha Diệp tập 2 đã in xong và đang được trưng bày tại văn phòng Cha Trương Bửu Diệp. Quý vị ở xa muốn nhận sách, xin gọi cho chúng tôi ở số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608. Bộ DVD Ơn Cha Diệp, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu quý vị bộ DVD Ơn Cha Diệp, gồm các chương trình đã được phát trên truyền hình Ơn Cha Diệp từ số 1 đến số 60. Mỗi bộ DVD có 10 đĩa, được thiết kế trang nhã gọn gàng và tiện lợi để làm quà tặng trong các dịp lễ cuối năm và đầu năm mới. Xin trân trọng kính mời. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Ơn Cha Diệp kỳ sau. Xin thân ái kính chào quý vị. Cha Trương Bửu Diệp, lạy Cha Trương Bửu Diệp. Amen. Bức tường bên trái của phòng cầu nguyện có vẽ cây ân phúc và có những chiếc lá cảm tạ. Đây là những chiếc lá mà người được ơn ghi lời cảm tạ trên lá và dán lên cây ân phúc để bày tỏ lòng tri ân đến cha Trương Bửu Diệp về những ơn lành họ nhận được. Bên gần tượng cha ngồi cũng có bảng cảm tạ dành cho quý khách muốn bày tỏ lòng biết ơn một cách đặc biệt với cha Trương Bửu Diệp. Rời phòng cầu nguyện, quý khách trở lại phòng tiếp khách. Tại đây, quý khách có thể tìm kiếm các tài liệu, các CD, DVD, hình ảnh, kinh xin ơn và tiểu sử cha Trương Bửu Diệp, cũng như tuyển tập các bài hát về cha, những CD nhạc thánh ca, bộ DVD Ơn Cha Diệp từ số 1 đến số mới nhất. Tất cả những tài liệu này hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị có lòng muốn đóng góp thì tùy vào lòng hảo tâm của mỗi người. Trong phòng còn có bàn để khách ký thủy nguyện thư, viết thư góp ý, trả lời câu hỏi trong phiếu thăm dò, vân vân. Bên trái phòng tiếp khách là quầy lưu niệm. Tại đây quý khách có thể thỉnh về các tranh, tượng, hình ảnh, chuỗi hạt, đồ trang sức tôn giáo, hoặc là trọn bộ DVD Ơn Cha Diệp và một số sản phẩm lưu niệm khác làm kỷ niệm cho chuyến viếng thăm của quý khách. Và tất cả những lợi nhuận thu được từ quầy lưu niệm này được dùng để duy trì văn phòng và nhà thăm viếng cha Trương Bửu Diệp. Trước khi ra về, quý khách cũng có thể chụp hình lưu niệm
với bức phù điêu ba chiều chân dung cha Trương Bửu Diệp đặt ngay tại phòng khách. Do phù điêu được tạc ba chiều nên rất độc đáo. Đôi mắt và cả khuôn mặt cha luôn hướng về người nhìn dù đang đứng ở góc độ nào. Với những người ở xa, nếu muốn gửi lời khấn, xin gọi cho chúng tôi, anh chị em thiện nguyện viên sẽ ghi vào sổ xin khấn cho quý khách. Trang web của hội www.truongbuodiep.org cũng có phần thăm viếng cha qua Internet. Mục đích là giúp những người ở xa không đến được vẫn có thể thăm văn phòng như thật qua chương trình Virtual Tour. Với chương trình này, dù ở xa, quý khách vẫn có thể gửi lời khấn hoặc lời cảm tạ, ký thỉnh nguyện thư hoặc chọn quà lưu niệm. Đối với quý khách đang có lời khấn cần cấp, xin gọi cho chúng tôi số 714-362-6608. Nhân viên trực sẽ hướng dẫn để quý khách thu lời khấn qua điện thoại. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại lời khấn này cho cha Diệp sớm nhất có thể. Phần hướng dẫn đến đây là hết. Nếu quý khách có thắc mắc hay cần hỏi thêm, xin gọi cho chúng tôi ở hai số. Thứ nhất, 714-537-8159. Thứ hai, 714-362-6608. Hoặc quý vị có thể email cho chúng tôi ở địa chỉ info@truongbuodiep.org. Kính chúc chuyến viếng thăm văn phòng cha Trương Bửu Diệp của quý khách được trọn vẹn và ý nghĩa. Xin cảm ơn quý khách. Kính thưa quý vị, bắt đầu vào dịp lễ tạ ơn 2014 tại văn phòng cha Trương Bửu Diệp tại thành phố Garden Grove sẽ có thêm các dịch vụ miễn phí nhằm phục vụ cho quý khách thăm viếng cha. Các dịch vụ hiện nay bao gồm tư vấn về bảo hiểm sức khỏe, giúp ghi danh Obamacare vào mỗi thứ hai và thứ năm từ 10 giờ đến 12 giờ trưa. Tư vấn về lựa chọn bảo hiểm nhân thọ vào mỗi thứ hai và thứ năm từ 10 giờ đến 12 giờ trưa. Tư vấn về luật hôn nhân và 6 giờ 30 chiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Trong dịp tình cờ đến viếng cha tại thành phố Garden Grove vào năm ngoái, nhạc sĩ Vũ Đình Ân cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng là làm sao đưa cuộc đời của cha Trương Bửu Diệp vào âm nhạc. Năm nay trở lại văn phòng cha, ông vui mừng cho biết tác phẩm đã hoàn thành và đồng tác giả là tiến sĩ Trần An Bài tại San Jose, California. Tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục trích giới thiệu tiếp đến quý vị chương 3, Hồng Ân Thiên Chúa, đoạn 2, Phép Lạ của Chúa. Xin mời quý vị lắng nghe. Của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp,
xin giữ vững niềm tin. Không phân biệt người lương hay giàu, không phân biệt người sang hay hèn. Nhờ Cha trên cầu, ơn trên đổ xuống nhiệm màu, ơn trên nhiệm màu. Chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp tập 77 xin tạm ngưng tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Trước khi chấm dứt, xin được gửi đến quý vị các thông báo sau đây. Cầu nguyện với Cha Diệp. Vào lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 4 tháng 12, kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự để hiệp chung lời cầu nguyện. Quý vị ở xa muốn cùng hiệp thông cầu nguyện xin vào trang web www.chuongbuodiep.org. Để giúp quý khách lần đầu đến thăm văn phòng Cha tại thành phố Garden Grove làm quen với các dịch vụ tại văn phòng, sau đây là phần hướng dẫn khắp thăm viếng Chuong Buodiep Foundation. Thể theo lời yêu cầu của quý khách viếng thăm Cha Chuong Buodiep, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý khách video hướng dẫn khi đến nhà thăm viếng Cha lần đầu tiên. Văn phòng và nhà thăm viếng Cha Chuong Buodiep. Lạy Cha Chuong Buodiep, lạy Cha Chuong Buodiep. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Chuong Buodiep Foundation thực hiện xin được tiếp tục với tập 77 hôm nay. Đây là những câu chuyện do các nhân chứng kể lại cho chúng tôi về lòng nhân ái và sự linh thiêng của Cha Chuong Buodiep. Đặc biệt đối với những trường hợp bị bệnh nan y, khi bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng và chỉ biết trông cậy vào lời cầu bầu của Cha, chúng tôi cũng xin được nhắc lại, chương trình truyền hình Nhiều Kỳ Ơn Cha Diệp do Chuong Buodiep Foundation thực hiện chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm chứng cho sự linh thiêng của Cha. Do đó, các câu chuyện kể trong chương trình không nhằm đưa ra lời khuyên nhủ hay hướng dẫn về y học, mà chỉ nói lên niềm tin của mỗi người đối với Cha Chuong Buodiep. Vì thế, chúng tôi mong quý khán thính giả hiểu rằng những câu chuyện về Ơn Cha Diệp thuần túy là một món quà mang giá trị tâm linh cho những ai đang tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần trong lúc khốn khó, sự an ủi thiêng liêng khi tuyệt vọng, và nhờ đó có được sự bình an trong cuộc sống. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhân chứng ơn lành vì trong thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi đến để chia sẻ rằng chính nhờ những câu chuyện ơn lành kể về những hoàn cảnh ngặt nghèo đã giúp họ tìm lại được niềm tin và sự bình an cho chính mình. Lòng tin yêu tha thiết con nay vàng, vượt biển dấu chân gian ngàn nguy khó. Anh Thế Phạm hiện ở thành phố Garden Grove, California. Anh bị bệnh tim rất nặng, chân và bụng sưng lên làm anh rất khó thở. Vợ anh là người ngoài công giáo nhưng lại biết được văn phòng Cha Phanxicô Chuong Buodiep tại thành phố Garden Grove. Chị đã đưa anh tới cầu nguyện với Cha. Và thật kỳ diệu, sau khi cầu nguyện với Cha, anh đã khỏe lên rất nhiều. Hôm nay anh đến để cảm tạ Cha và xúc động chia sẻ lại ơn lành. Xin mời quý vị theo dõi. Dạ, em là tên Thế Phạm. Em cũng mua xuống đây ở Garden Grove. Lúc mà em có baby này 2 tuần rồi đó, thì em có bệnh, em vô nhà thương. Lúc đó thì là em thở không có được, bệnh tim. Dạ, thì là không có biết, là lúc vô nhà thương mới biết là bệnh tim. Chân của em thì sưng lên với là cái bụng nó sưng á. Thì là bác sĩ nói là trái tim của em đập chỉ có 11% thôi. Mà cái người thường thì là trái tim nó đập là 60%. Đó. Thì em cũng cầu xin được vậy đó. Thì là bác sĩ cho về, thì bác sĩ cho uống thuốc rồi vậy. Vợ em thì là không có đạo, mà nhưng vợ em cũng tới viếng Cha thường thường. Rồi vợ em nói em đi tới thăm Cha,
thì em cũng đi theo thăm cha. Rồi em cầu nguyện với cha thì là em nói, em xin cha là nói là con mới đẻ được đứa con mới đây thôi. Thì cha giúp con sao để con nuôi được đứa con lớn lên rồi vậy đó. Thì là em xin cha đó, nói là tim của em đập không được, tối em ngủ không có được, em ho hoài luôn á, ho mà bé bị dậy luôn đó. Thì em xin cha, em tới xin cha nói cha giúp con với, chứ con ngủ không được, mà con một lần con ngủ con sợ chết không à. Đó. Thì là rồi em đi bác sĩ lại, rồi bác sĩ cho thuốc khác uống, thì là giờ trừ là em á cũng không ho mà ngủ cũng ngon, ngủ ngon. Mà giờ chị bác sĩ nói là đợi 2 tháng nữa bác sĩ sẽ cho cái ultrasound rồi mới biết cái tim mình á, mà 30% mà cao hơn á thì là tốt, mà không là phải bỏ cái máy vô trong người. Mà nhưng á là giờ chị là em 90% là em thấy khỏe mạnh hơn là lúc em vô nhà thương đó. Em ngủ ngon, ăn ngon, mà em bồn bé Bi đi đâu cũng được. Hồi kia mà em bồn bé Bi mà xách cái nôi của nó không á, lên cầu thang là em lên một cái là em đứng em thở không nổi luôn đó. Từ lúc em cầu xin cha tới bây giờ cũng 3 tháng rồi đó, mà em khỏe rất là khỏe. Em nghĩ là cha giúp em đó. Bác sĩ nói cứ tiếp tục uống thuốc rồi dậy đi, khoảng mấy tháng nữa thì là chụp ultrasound á, xong rồi á thì là cho bác sĩ cho biết là bệnh có hết rồi không. Vậy trừ thì là uống thuốc, mà nhưng em thấy quá khỏe, mà em cứ nói bác sĩ cũng không tin. Bác sĩ cứ nói là cứ uống thuốc đi. Dạ. Yeah. Em mỗi tuần tới đây em cầu nguyện với cha. Dạ. Yeah. Vợ em với em với sometime má vợ tới chung. Em nghĩ là những người nào mà có những cái khó khăn á thì em cũng nghĩ là người ta tới đây mà cầu với cha. Dạ. Cảm ơn cha hiền cho con một niềm tin mới, vượt qua muôn ngàn thử thách của trần gian. Phóng sự về anh chị em thiện nguyện viên trước biểu dịp Foundation, văn phòng và nhà thăm viếng cha đã hoạt động được 3 năm qua, với số khách thăm viếng lên đến hơn 47.000 lượt người. Và văn phòng cha đã trở thành một nơi quen thuộc của tất cả mọi người. Góp phần tạo nên sự thành công này chính là đội ngũ anh chị em thiện nguyện viên của Chương Bửu Dịp Foundation. Phóng sự thiện nguyện viên của Chương Bửu Dịp Foundation được thực hiện để thay lời cảm ơn các anh chị em đã đang cống hiến thời gian, sức lực và tâm trí để giúp duy trì và phát triển văn phòng cha thành nơi phục vụ cho nhu cầu tâm linh của cộng đồng. Xin chào quý vị đang xem chương trình truyền hình Chương Bửu Dịp Foundation. Tôi là Đức Chẳng, hiện là luật sư tại Los Angeles. Tôi sinh ra và lớn lên ở Rosemead, California. Sau khi xong trung học, tôi học đại học ở East Coast Boston. Học xong, tôi trở lại Los Angeles và làm việc trong nhà băng, làm cho hãng bảo hiểm, rồi làm cho tòa án Los Angeles 4 năm. Trong thời gian này, tôi học luật và trở thành luật sư từ tháng 2 năm 2014. Là một luật sư về luật gia đình, tôi thấy người Việt Nam không hiểu hết quyền của mình khi ra tòa, vì không biết luật nên bị thua kiện. Ngoài ra, phải biết tin tưởng vào luật sư để nói sự thật, thì luật sư mới giúp đúng giải pháp. Tôi muốn volunteer ở Chương Bửu Dịp Foundation để thêm kỷ niệm qua việc phục vụ cho người Việt Nam. Thêm nữa, bà con ngại nhờ luật sư vì sợ tốn tiền. Vì thế, tôi volunteer để giúp bà con về luật gia đình. Các luật khác tôi sẽ cho lời khuyên căn bản hoặc tìm các luật sư khác để giúp bà con. Tôi có mặt tại văn phòng Chương Bửu Dịp Foundation mỗi thứ hai từ 4:30 đến tòa lạc tại số 14231 trên đường Euclid, thành phố Garden Grove, California 92843.
trong khu Euclid Retail Center, đoạn giữa Westminster và Hazard, gần chợ người Việt. Văn phòng cha ở bên trái, ngay góc Euclid và Forbes. Giờ mở cửa văn phòng là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Việc thăm viếng, xin khấn hay cảm tạ là hoàn toàn miễn phí và không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, giới tính hay chủng tộc. Nếu quý vị gặp khó khăn khi tìm đường, xin gọi văn phòng cha Trương Bửu Diệp số 714-537-8159 hoặc 714-362-6608 để được hướng dẫn. Nhà thăm viếng cha có 4 phòng, bao gồm phòng E101, E102, E103 và E105. Đường vào bãi đậu xe nhà thăm viếng đủ rộng cho xe chở khách loại 50 chỗ ngồi. Phòng E105 là cửa ra vào chính của nhà thăm viếng. Và khi bước vào, quý vị sẽ thấy quầy tiếp khách đặt ngay cửa ra vào để chào đón mọi người. Đối với quý khách đến thăm cha lần đầu thì xin ghi danh ngay tại quầy theo mẫu đến lần đầu. Trong mẫu này gồm có họ tên, giới tính, thành phố đang cư ngụ, tuổi, tôn giáo, nơi giới thiệu và 4 số phone cuối cùng chữ ký của quý khách. Mục đích chính của bảng ghi danh trước hết là nhằm bảo vệ sự an toàn của quý khách, kế đó là phục vụ cho việc thống kê thường kỳ về khách thăm viếng, và sau cùng là được sử dụng để làm bằng chứng cho việc xin tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp, và 4 số phone cuối để tránh sự trùng tên. Khách đến thăm cha từ lần thứ 2 trở đi chỉ cần ghi tên, giới tính, 4 số phone cuối và giờ đến. Các thông tin này nhằm giúp hội thống kê lượt người thăm viếng và sắp xếp nhân viên tiếp tân cho phù hợp với giờ khách đến thăm. Sau khi ghi danh, quý khách đi băng qua phòng tiếp khách để vào thẳng phòng cầu nguyện. Đây là nơi đặt những kỷ vật thánh tích, gồm có 2 bức tượng cha Diệp do nhà thờ Tắc Sậy gửi tặng. Bên tay phải của tượng cha đứng có bàn xin khấn. Trên đó có 2 cuốn sổ. Sổ thứ nhất là sổ xin khấn màu đỏ để quý khách ghi lời khấn. Sổ thứ hai là sổ cảm tạ màu xanh để quý khách ghi lời cảm tạ khi được ơn. Những lời khấn và cảm tạ ghi trong sổ sẽ được chọn ra để đọc trong buổi cầu nguyện vào mỗi thứ năm đầu tháng. Để tránh sự chờ đợi khi đang có khách đang ghi lời khấn tại bàn khấn, xin quý khách lấy phiếu xin khấn và phong bì tại ngay bàn xin khấn, rồi chúng ta có thể tìm chỗ ngồi ghi lời khấn. Khi ghi xong thì trở lại bàn ghi lời khấn, sau đó bỏ vào khe thư ngay trên mặt bàn xin khấn. Tin yêu vẫn chung kia. Chỗ thờ cha bên cạnh hai tượng cha là những chai nước nhỏ đặt trên những cái khay lót nhung đỏ. Đây là lộc của cha và mỗi người có thể mang về một chai để uống. Nếu quý khách uống nước tại chỗ thì khi uống xong, vui lòng bỏ vào thùng recycle đặt bên ngoài phòng cầu nguyện. Trong phòng cầu nguyện còn có mảnh ván hòm và vụn xương của cha do nhà thờ Tắc Sậy gửi tặng. Riêng mảnh xương lớn được đặt trong két an toàn bên cạnh tượng cha đứng. Thánh tích này sẽ được trình bày cho mọi người sau khi cha được phong thánh.